cái micro, micro nó đang hết, cái micro nè, đó thấy chưa, bộ phổ 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 giờ đây cái coi, rồi, thấy chưa, có đâu, đó, để mà đặt cứ chơi thì nó sẽ bơi, để mà tạm cứ ghi thì nó sẽ đi. Vì khi về đâu mà sao mỗi đêm mãi mong chờ em, mà sao em đứng bỏ chồng mà theo anh không đến. Do là anh không vô tôi vô mình luôn. Chào cả nhà đã quay trở lại kênh Nhật Cường. Hôm nay thì Nhật Cường đang ở huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa, Vũng Tàu nha. Thì ghé xuống thăm một người em ở dưới đây rồi sẵn hát karaoke, đặc biệt là có một cái micro cực lớn cực bự, nghe nói là có 102, mà không biết là em mình đã tiễn từ đâu tới, cho nên hôm nay muốn chia sẻ đây là trên cái rẫy của nó nè. Nhà xây cũng rất đẹp, cực kỳ luôn á, cái chòi dưới cái sông đó, đó là quay chi tiết rõ hơn đó, rộng mênh mông không đó, đó là vô đó hát karaoke đó, đó thấy không, để quay sơ sơ cho mọi người cùng thấy nha. Trời mưa dây mà thì ngồi trên đây mà ngồi nhậu và lai rai mà hát hò chắc còn gì bằng nữa, rất là thú vị. Có xuồng nó buồn buồn rồi ngồi lên chè xuồng vòng vòng quanh hồ chơi đó, móc võng lên nằm thao giấc cũng đã. Đây có cần câu đầy đủ hết, mua bỏ móc mồi thả xuống câu lên là nướng lên chả tuyệt vời. Dạ đó, phía bên kia dãy đó là cái bờ sông dài rất là đẹp. Trời mưa này có bếp lửa nướng vài món, làm vài lon bia tuyệt vời ha. Ốc giác hấp xả nè, đây là gì b hanh b à. Cái này đúng không đó. Nhỏ hơn tí xíu cũng được, nhỏ hơn tí xíu. Đó dạng thanh professional nha, đó nhìn thấy đã không, tha hồ hát karaoke, ăn ghế đã dọn xong, đầu bếp mướn từ Bình Xuyên về. Lên lên bé xinh nhé, đang nướng món đặc sản ở đây, và chỉ có con heo có một cái thôi mà rất là hiếm. Cái gì đắp gì, nắp nắp gì, nắp họng, nắp họng của heo, con lợn, con lợn. Này cá chân, cá chân, cá chân. Hào, 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 hào. Hào nướng luôn. Đó. Đây chính nha, chinh biển hả? Chinh suối. Chinh suối hả? Chinh biển. Chinh biển nó có ngon gì hết đúng không? Đúng rồi. Chinh biển. Sông mới ngon chứ. Chúng tôi lưu lại những khoảnh khắc này để làm những thước phim lưu niệm ngày chúng tôi gặp nhau ở trên rẫy của Sơn Nhớ. Cho lỡ nó chơi mẹ của mình khúc vậy sao mình đổ nó rồi. Mày để gì vậy, mình đặt lấy cái này quét lên nướng nè. Về biển ăn hào sao? Lên bia ăn luôn ấy. Lên bia đi, giờ đội quân diệt mồi đã đến rồi. Chuẩn bị, chúng ta tấn công. Thôi vô vô. Rồi. Vô. Chờ gì nữa. Đồ nó nguội hết. Rồi vô đi. Chở chừng 3-4 lon rồi bắt đầu mới xuất hiện một cái micro mà chúng ta không ngờ tới. Micro khổng lồ, mua cái micro khổng lồ về cho anh em hát mà đãi tới 2 ngày rồi. Đó. Cái gì? Cái gì vậy? Chưa. Chưa, giấu từ từ. Cái đó là bí mật để chia sẻ cái clip này đến cho cả nhà để coi cái micro khổng lồ. Không? Đó mà hát rất hay nha. Lát là Nhật Cường sẽ 2-3 nhạc cái
hai ba bài nhạc chế cho cả nhà cùng nghe. Đúng rồi, cái micro nó đang hết micro nè, đó thấy chưa, bổ giờ là cái coi ôi thấy chưa đó, có gì thấy không đó, bữa nay khai trương cái micro này nè đó. Mà ăn nhậu 2 ngày, lát nó nói có nghe ra ngoài nha. Này tới trên đặc tả luôn nè. Đó, quay nè, coi nè. Đó, coi mới thấy tin chứ, thấy chưa? Đó, nó bấm mở pin nè. Đó, tí nữa hát luôn không? Ngon lành liền. Ây da, trời ơi, nó to quá, khủng khiếp quá. Chia sẻ cùng cái video nha. Nghe đó là cái video là có 102 á, mà pin của nó là sạc hơi bị lâu, mà pin nó rất là mắc, mà tiễn những cái này là thôi, mà hát karaoke là khó, em nào dịch dịch đâu có nhỏ đâu dịch dịch, nên là một đám này hát chia sẻ cùng cả nhà nhé. Alo alo, sau khi uống vô bốn lon nhà ăn được mới cho nên là mình hơi bự đi, từ bây giờ đến hồi là cây nhà lá vườn ca nhạc. Bắt đầu Nhật Cường sẽ gửi đến quý vị qua bài hát được mang tên mình. Nếu có yêu tôi và chế lời lại do nhạc sĩ An chế lời, bài hát được mang tên Nếu Có Bao Lô.
thì hãy thôi không chơi nên. Đừng để ngày mai cây trắng bơ bơ không nhà. Đừng để ngày mai sẽ không gian gặp một ai. Ôi buồn làm sao nở lá giăng ngọc đầu. Đêm đã cứ chơi tìm nó sẽ vơi, đêm ta cứ ghi thì tìm nó sẽ đi, đêm mà ta cứ ghi thì con giờ nó cũng đi, đêm mà ta cứ ghi thì sẽ đi, đêm mà ta cứ ghi con giờ nó cũng đi. Đều nhà mập sống lang thang cùng như khó. Nó quê ngoài kia đã lâu lắm chưa lần về. Ngày tôi gặp nó đến buông xuôi không thèm sống. Hãy thương tôi vài phút. Qua tháng đang bận tìm thua hơn sông lang thang ngoài núi nè. Nó luôn bảo tôi đừng than vãn chi buồn đời. Khi đã ngã biết đứng lên như mày nói, tao mày là bạn thân. Hôm chia tay hai đứa đều vui buồn. Ngày mai nó bay qua mấy núi sầu, lòng tôi đớn đau. Dù cho bờ môi có phủ mây cũng phải cười. Ba năm sau mới thấy tin về, đọc Facebook khi tôi nhức nhói cõi lòng. Dù không dám tin tôi đã mất biết bao người ngã xuống vì đại dịch Covid Corona. Sáng nó nơi đây hồi may lắm biết nơi cô mà tìm kiếm. Đắng cay lòng tôi chiều khu phố mưa sụt xuôi. Cầu cho hồn nó cuốn theo nó đi nhưng còn đó. Muốn biết mai sau ngàn năm nữa có ra sao tình bọc chứ. Biết bao người thân giờ lên hết trên bàn thờ. Giờ tôi còn nó cũng đi luôn không còn nữa. Tao mày giờ là âm. Người ta nói có nam là phải có nữ, sao tiếng hát nhỉ? Là tiếng hát của Thiên An. Đó, mẹ trung tâm làm đây là cái video này bảo đảm luôn các bác chọn được. Thiên An ơi, lên sân khấu đi em. Video này nó hay lắm, các bác chọn được, nó bự quá, to quá, khi không có nổi. Là chỉ giác mà chạy thôi, hai người giác mà chạy nổi. Không không quay vào được mà. Hát mi rồi đó hả? Mi đặc biệt mi này là để dành cho mình hát. Ở đây khai trương cái mi nhưng mà xin mời Thúy An muốn lên sân khấu. Đôi lúc bên đó cũng bị hơi sột sột sạc sạc.
vợ về nó quay cái hướng về nó loa cho nó sột sột sạch đó đó đó. Nó cầm cho em hát. Đó, giá cả. Giá cái bi rồi, giá cái bi đó, bi. Ok rồi, giá cái bi đi. Đó, để cái bi lên lưng. Rồi hát được á, được á. Đó gì đó đi đó, đúng rồi. Vô. Không nè. Thử coi. Hát đi. Cái miệng phải chút xíu, biểu hát cái mic cho nó xong. Rồi thôi. Cái mi này hợp với cái áo này nè. Cái mi này nè. Sớm. Cái mi đó hợp với cái áo này nè, bây giờ phiên áo nè. Bạn sẽ đây tiếng hát tình lâm, sự lên đây nhất hai nhà phẩm được mang tên Luật Đời Đời Đời. Đời đời không? Đó. Quay cái chuối tới, ôm cái chuối hát. Ừ, cái chuối mà hát chưa anh? Hộp cái chuối. Hộp bi luôn, ôm cái chuối, hộp cái chuối hát luôn. Lát là ký cho em cái ghép xanh lá cây, xanh lá cây nón, xanh lá cây thôi luôn, quá rồi. Quá luôn. Hơi xa mạng lắm hả lên. Và chưa bao giờ hát mà chạy xô mà với cái video rất là hoành tráng và to bự như thế này. Và kính thưa quý vị, cái video rất đặc biệt. Ở đây hát video này không thể dựng video hát được. Cho nên chị ta lên sân khấu và ôm video này hát thôi. Đó, mình chỉ ôm video này. Đó. Đó, bây, alo, alo. Alo, nhiều khi hát video này nhưng mà nhiều khi là nó chưa sạc pin đủ cho thành thử ra nó không nghe mà đang nói chuyện gì ở ngoài ở nương nghe quạt 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 rất là thú vị. Alo alo, sạc chưa, sạc chưa, sạc chưa, bỏ đi, sạc chưa, bỏ chưa, sạc chưa, sạc chưa, chưa, sạc chưa, alo alo alo, sạc chưa, sạc chưa, từ từ không, bình tĩnh bình tĩnh chờ sạc đó. Alo 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 alo, chúng tôi đang chờ pin sạc này. Hết pin. Chờ pin sạc này nhưng mà hết pin. Đó mà lấy pin này. Hết pin quá. Quảng cáo quá. Quảng cáo quá. Đồ. 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 Chạy 3 giây ra. Đồ hết rồi. Đồ chạy quá. Từ từ bác cho con. Chờ. Hai đang bấm vào cắt đi. Bây giờ vô. Nhé. Pin đã hết rồi anh nhớ. Mình khác vô. Một bài hát còn được mang tên. Đi biết. Trang giấy nợ. Cái gì nè, nhạc sĩ Phạm Cường. Đây, thế là cái gì nè, chăm mộng nhiều người. Thì mọi việc đi bay nhờ hồi sao lo lắng quá. Hồi thấy anh sợ nhớ mất tiền. Đi quay anh cười kế bên nhà tôi. Mà đời không như là mơ. Đến bây giờ tôi lại thì như thế. Thì mọi việc bao lâu lần đầu. Ở thế còn có kiểu không sao đến mong gặp đến bây giờ tôi lại bị như thế. Sống đi thôi ta nghe cầu cho chúng ta đến vai giờ nào buồn qua có căng tay không bận thần giờ đây căng tay căng
Tạm biệt cả nhà nhé. Xin mời quý vị đăng ký subscribe theo dõi. Nhật Cường xin chân thành cảm ơn quý vị luôn đồng hành ủng hộ kênh Nhật Cường TV, chia sẻ niềm vui và dấu sóng. Video mới phát lúc 20 giờ tối thứ sáu, thứ bảy hàng tuần. Xin kính mời quý vị đón xem và giới thiệu nhiều người cùng xem.